đó Lisa múa được nữa ta, hay vậy ta. Nhìn qua đây nè con. Múa bài này là bài gì ấy? Rồi múa đi con. Đó. Quê hương là chùm khế ngọt cho ta chèo hái mỗi ngày, quê hương là sông nhỏ, quê hương là con diều biết tuổi thơ ta trên đồng, quê hương là thưa quý vị và các bạn, hôm nay có một cái người con đất cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, là anh Chánh và chị Kim Thành, con của bà thầy Thùng ở gần Dòng Xây, xa ngang bưu điện của huyện Châu Thành Đồng Tháp, có gửi một ít tiền về ủng hộ mua gạo và mua sữa cho một số hộ gia đình ở xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thì Quốc Thịnh đang trên đường đi, đây là quốc lộ 80 thuộc xã thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ và xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thì bây giờ Quốc Thịnh mời các bạn anh chị cùng đến những cái hộ mà Quốc Thịnh sẽ trao những phần quà gạo và sữa nha các bạn. Một thùng vậy là nhiêu? Đâu người người đẹp xứ Cầu Mụ đâu? Đây thùng 108 vậy là hai thùng. Bớt không? Đây chị Hạnh đây nha, ngay Cầu Mụ nha các bạn. Rồi hai thùng 3,5 bà chủ này biết mình đi cho đi làm thiện nguyện á, thì bà chủ này bà bớt 10,000 nha các bạn, vậy là mất lời rồi. Nhớ nhắc bao gạo mình trả 25kg nha. Đấy thì để làm được công tác thiện nguyện này cũng mất thời gian nha các bạn, phải đi mua sữa giùm. Cũng trên đây mình cũng lấy một cái niềm vui là của anh Chánh với chị Kim Thành, con với rể của bà thầy Thùng á, ở thị trấn Cái Tàu Hạ mình nè. Chia sẻ cho mấy này người ta mừng lắm á. Đây là chị Minh Hạnh ngay góc cái Tàu Hà, cái góc cầu Mụ nha các bạn. Xin lỗi bị chích thuốc giết cái đầu nó kỳ kỳ, nói không được. Đó thì chị Minh Hạnh ngay cầu Mụ nha. Đây chị bán cũng đầy đủ đồ, có ai tới đây thì ủng hộ chị. Thì mình cũng đi ra ngoài chỗ của Tư bán khăn á, thì nhính ra nên cho rồi, nhưng mà tôi kể cho cháu nó có nó uống về trên kia nữa, trên sông Dưa nữa. Thấy chịu nổi đúng không? Thấy thì nhìn thấy chịu nổi. Đúng rồi, tại vì con nít mà về Phan Hữu Thế nó cũng bị tai nạn rồi, con nó nhỏ xíu, cũng nhỏ nhỏ. Rồi thấy gì mình cũng mua sữa. Không, chị tỷ như mấy tháng này á, mình ủng hộ vậy là ta mừng dữ lắm. Mấy người khổ á, ta có nghe được mình giúp gì đó, ta mừng dữ vậy. Thì nữa vô kinh Vương Quốc Thịnh này nhớ cho xin một like một chia sẻ nha. Một like một chia sẻ Như. Như. Rồi 300,000 phải không? Lấy tiền giùm. Quên đó, 350,000 xin lỗi nè, lấy tiền giùm nha Như.
thấy chưa, để trong bọc, thấy chưa, người đâu của đó, thấy không, nói chứ mình làm công chuyện á nó thấm vô, nó bọc thì nó hay hơn. Thì chị Kim Thành với anh Chánh, con với rể của bà thầy Thùng á, gửi về được 100 đô đó, nhưng mà chắc 2 triệu ba mấy à mà thôi. Đây, thôi, đó, hai thùng sữa đây ha. Hai sữa trước đây ha. Còn gạo thì có sao dạ, nữa. Dạ chủ. Rồi, cảm ơn nha, nhớ cho xin một like, một chia sẻ nha. Rồi em đi rồi chị Hạnh, nhớ nhắc 25 kg gạo kìa đó nha. Thôi cũng may rồi. Chúc ai mà ủng hộ được thì bà con xóm giềng mình đều mừng hết nha. Mừng lây theo á. Mình lây theo. Mình tại vì mình không có được ủng hộ mà người ta ủng hộ được cho mấy người khác, mình cũng mừng nữa. Mình cũng mừng lây theo á. Của xã ấp mình, của địa phương mình mừng lắm á chứ. Tất cả mọi người luôn. Như tiếp cho Thịnh ra như ơi. Thì cái bột vị gạo rồi lên gì nè nha các bạn. Để đi mua nè. Rồi chuẩn bị đi nè nha các bạn. Bây giờ mình đi ra ngoài dàm của cầu Mùa U này nha. Còn tiệm Minh Hạnh đây nè. Ra đây là kem gì Minh Hiếu hả? À? Rồi chuẩn bị đi nè nha các bạn. Đi ra ngoài dàm Mùa U á. Cháo vịt ở đây nè. Thì Quốc Thịnh cũng có bán gạo cho nên mình cũng có bỏ gạo ngay chỗ chị Minh Hạnh á các bạn, cho nên mình cũng có mua dùm lại cho chỉ những sữa, những cái tặng đi tặng quà cho những cái hộ mà nó có em bé rồi đó. Ê, cho chú qua cái con. Thế thì cái đường này đi ra ngoài, đi ra ngoài dàm của Mùa U nè. Đây là Phước Tây Kim Anh. Ở đây là anh Thuận nè, chị Thuận nè. Bé vô Thuận. Cái người bà không tìm được rồi. Ta bị lạc, bà con ở Nha Mân á, tìm được rồi. Bây giờ ra ngoài cô Tư bán khăn. Bán gửi cho sữa nè, có cái con của bà thầy Thùng đó. Con bà thầy Thùng á. Với anh Chánh nó gửi tặng cho 100 đô mua gạo với mua sữa rồi nè. Không, gửi cho nguyên xứ chứ đâu có cho hết. Không không, cho vòng vòng ai có cơ nhở gì cho Thận. Anh đi vậy Thận ơi. Đi Năm ơi, đi ra ngoài cô Tư bán khăn nè. Dạ. Ra ngoài dàm nè các bạn. Cái này ngoài dàm của cầu Mùa U á.
thì để trao được một phần quà thì những cái hộ gia đình người ta không phải là ở gần cái bên nha các bạn, người thì ở ấp này, người ở tổ kia. Ở đây là ngoài vàm cái xóm Lò Rèn của mùa U nè, xóm Lò Rèn hồi xưa nè. Cầu ngoài già mùa U nè, đi về hướng đình thần mùa U á. Đình thần Tân Nhân nha các bạn, thì vô đây là nhà của cô Tư Bắc Khăn nè, nhà này của dâu bả chứ không phải rồi. Đi xa ơi, đi xa có nhà không? Đi chơi. Không, không có gì đâu. Thịnh, Thịnh, cái tên Thịnh không có gì đâu. À, cô Tư ơi, bữa nay có anh Chánh với chị Kim Thành, người con của đất kẻ tàu Hạ nè. Con của thầy Thùng á, ở cái tàu Hạ mình gần gần thị trấn á, gửi tặng cho cô một thùng sữa cho cháu Lisa nha. Dạ dạ. Dạ. À, cô Tư ra lấy giùm đi cô Tư. Khoan, khoan từng cọng dây băng. Dịnh dịnh ở trên đây. Đó rồi đó, của cháu Lisa thùng đó. Dạ thùng trên này nha. Dạ. Giống nhau. Rồi lấy thùng dưới cũng được. Rồi rồi muốn lấy thùng mới lấy nè. Nè 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 nè. Đây nè, giùm đây nè. Nói nó lại coi, nó lại coi. Cho con thùng sữa. Ông Chánh với bà Kim Thành. Con cả ông Chánh với bà Kim Thành. Cho con cái gì? Con cho con một thùng sữa. Con thích không? Thích. Chuyển hoài luôn à, trời. Rồi dạ, anh con đâu rồi Lisa? Dạ anh con đi bán. Bán cái gì? Thì đó thì một thùng sữa đó thì uống chừng nào mới hết, ngày uống mấy hộp? Hộp. Cô Tư không đề bán khăn ngoài dốc cầu mua đỡ không? Dạ hôm về bán cũng hơi chậm mà bữa nay nghỉ. Dạ thì gia đình của cô Tư ở đây thì ở xã An Nhơn hả? Dạ, xã An Nhơn. Mà ấp này ấp gì? Ấp Tân Phú. Ấp Tân Phú ha. Dạ, tôi cũng có lời cảm ơn chú Chánh với Kim Thành. Dạ, cô Kim Thành. Chú Chánh với cô Kim Thành như giúp đỡ cho cháu có sữa uống. Dạ, tôi cũng mang ơn. Dạ. Cái này là người con của đất cái tàu Hạ nha chú. Ở đây hay là ở đây nè. Tôi cũng cảm thật cảm ơn chú Chánh với cô Kim Thành. Cô Kim Thành đã giúp cho cháu được có đặc biệt có điều kiện sống trong cái xã hội. Dạ. Con bệnh sao mà nói không ra hơi gì chú? Dạ bệnh nữa hả? Dạ thôi con cũng đi nha, chiều rồi con đi lên trên sông Dưa nữa. Dạ không có gì. Dạ, dạ.
Dạ, của người ta chứ không phải của con. Nhưng mà cũng có chú dạ, dạ. Mới là có tới tay của tôi rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều lắm thiệt luôn, không biết lời nào để nói nữa. Tôi dạ. Ừ, đang rơi đó. Tôi cũng nói vậy như lời nói nó ít có hiểu biết người ta. Dạ. Được biết nhiều, nói nhiều vậy đó. Dạ, dạ. Vậy Lisa có thích không? Ngày uống mấy hộp? Hai hộp hả? Gì tới hai hộp hả? Ba hộp? Hai hộp ha. Rồi. Vậy chúc ngon miệng nha. Nè nè, dòm đây nè. Ông cha, ông Chánh với bà Kim Thành luôn đi. Ông Chánh, bà Kim Thành. Ở Tàu Hạ. Một người Việt sống ở Pháp. Rồi. Con dòm ông nè. Dòm đây nè. À, ông Chánh. Như bà Kim Thành. À, một người Việt sống ở Pháp. À, gửi tặng cho con sữa gì đó. Tặng cho con sữa. Thích không? Thích. Một ngày uống mấy hộp? Hai hộp. Hai hộp nha. Con cảm ơn ông nhiều. Anh sao qua? Vậy là thời gian rảnh rỗi này là cô Tư cũng phải thắt lục bình thêm hả cô Tư? Một ấy vậy là nhiêu tiền? Một lúc trước còn được có 7 ngàn. Dạ. Còn có 6 ngàn là một tao vậy hả? Dạ, một cục gì nè. Bao lâu mới rồi một cục vậy? Dạ, ngày là được, nếu mà mình rồi xuống luôn á cũng được 5-6 cục. Là được có 6 ngàn một cục rồi hả? Dạ, còn bây giờ thì hả, nó hơi rẻ. Rẻ còn có 6 ngàn. Dạ, 6 ngàn nó không có được lời nhiều. Dạ. Dạ. Nhưng mà cũng phải làm chứ rồi, nó dạ. Nhiều nó cũng đỡ. Về cái cơm nước, quần áo xong cái mình làm này xuống chút đỉnh rồi xuống dạ. Dạ. Chút. Dạ. Chút vô bỏ ống này ha. Dạ.